Rồi xin chào các bạn ha, thì hôm nay Nguyên lại tiếp tục giao lưu với các bạn một cái cây mai uốn éo nhỏ, rễ thì cũng sắp. Thì cây mai này cây mai gin uốn éo theo cái mầm dáng lắc lượn rất là đẹp nè mọi người. Đó. Cây cao này tầm khoảng mét nha, dưới chắc cỡ 80 90 gì đó. Rồi đây là cái bông của nó nè mọi người. Thấy không? Đặc biệt gin nha, cái dòng gin. Đó, nhìn cái bộ bông rất là đẹp luôn. Tay cành đều uốn chuẩn hết cho em mọi người. Mỗi cái tay thì nó đóng theo một cái đi đều ha. Đi được bớt. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Thì Nguyên sẽ tiến hành quay lại cái mặt bông cho mọi người xem đây. Đó, khá là đẹp nè mọi người. Cái này nó cũng chưa chuẩn lắm mấy đâu. Thì bông nó sẽ nửa lên sẽ còn đẹp nữa ha. Buổi sáng sớm chúc mọi người xem video vui vẻ ha. Đó, cây cũng bằng ngón tay cái thôi, lớn tay cái một tí. Và đặc biệt đây là cái rễ sắp rất là chắc chắn ha. Chồng lên nè mọi người thấy không?